Đi đến thằng nào? Chia tay, chia mãi mấy lần chưa xong. Nó không chia tay không? Lần này lên hoan rồi, vì sao khác không? Cảm giác chia tay. Không rõ. Không rõ có nghĩa là chia tay á. Nó có hồn quốc gì? Không phải bóng gì lo rồi. Bóng Việt Nam á. Bóng Việt Nam đem qua. Cái lần em đem qua hả? Tới giờ còn hả? Không, em mua ở trên quán. À, cái này chả cơm nha. Có một cực phẩm nữa đó. Có chả cốm nữa hả? Ừ, toàn là ghê. Cốm thì là miếng nước cốm. Bỏ đầy đủ nha. Cốm ở Việt Nam ăn sao? Hương miếng. Cốm nước cốm. Miếng này nữa nè. Ờ, có đó nữa. Miếng thịt này nó nè, mỡ mỡ vậy không biết. Nghệ nhân ở đây không à? Cái này là chung giò. Bữa đó ai mua mà? Bữa đó ai mua mà? 23. 23 là em đưa bàn con đấy. Ờ, thôi. 24. Thì em sáng 24 là em đi. Ừ. Sáng 25 thì là chị đi, 8 giờ sáng, 8 giờ sáng. Ok, vậy em ba em hả? Em ba, qua rồi ăn uống với nhau. Vâng. Vẫn chưa xong hả? Vẫn chưa xong. Sao xong được? Kiểu như là tối về, đến giờ cuối rồi đi cấp dập đi nhở? Chúng mình ăn Tết quá mà. Ừ, để đây không khí gì cũng là không khí Tết đúng không? Hôm nay là mình ăn 23 Tết, mấy nữa là mình ăn bao nhiêu? Bác Thảo mà 23 và bác rủ, cửa lo xuất sinh này đến. Liên hoan vườn. Cái hôm vừa mình ăn chắc là cả sáng á. Là bao nhiêu? Anh con của anh. Trời ơi, chết người. Giờ mình chỉ chờ mỗi cái món mắm tôm. Chờ mỗi món đấy lần lên. Món này, món là món khoái khẩu của mình nè. Để Việt Nam đi lùng mấy ăn mấy lần luôn mà cũng không phải lúc nào cũng có chuyện đấy. Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã quay lại với Bảo và kênh Bầu Trời Tasmania and Family. Thì hồi nãy giờ các anh chị thấy sau lưng mình là những người bạn rất là thân thuộc của Bảo và Linh. Tức là hiện nay mình đang ở nhà của bạn Dũng với bạn Hà. Và có sự góp mặt của bạn Sơn với bạn Chi và mấy em nhỏ. À, thì bây giờ là không khí của Noel và không khí của mùa Tết. Do đó những cái buổi tiệc như vậy nó tần suất nó tăng lên. Và hôm nay đến nhà bạn Dũng với bạn Hà để chia vui với gia đình một cái bữa tiệc nhỏ, ăn những món ăn truyền thống của Việt Nam. Đặc biệt là hôm nay có món những cái món mà rất là khó làm ở nước ngoài nha các anh chị. Chẳng hạn như món dồi này nè, là những cái dồi sụn này là những cái thứ mà thật ra đặc biệt là ở Tasmania đó rất là hiếm nguyên liệu để làm những thứ này. Và hôm nay bạn Hà với bạn Dũng đã nỗ lực thành công đãi cho tụi mình món này rất là tuyệt vời. Đó, rồi ăn những món chút xíu mình sẽ chia sẻ với cả nhà những món ăn của buổi ăn trưa ngày hôm nay. mấy nhỏ mấy loại xay cà, xay tỏi ớt á. Ồ là Dũng là xuống một bàn nhận bàn hả? Vâng, em xuống. Ồ. Hôm nay có một niềm vui nhỏ đó nha. Bạn Dũng được phép chia sẻ không? bạn Dũng sau mấy năm lăn lộn thì nhận được bằng tiến sĩ. À, là gia đình này bằng tiến sĩ treo cũng đầy nhà hà. Nhà có 3 người mà 2 tiến sĩ rồi. Đúng rồi đó. Nhà 3 người mà 2 tiến sĩ rồi. Đây là 3 bằng đó. Thế còn là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu phần trăm dân số có tiến sĩ ở trong nhà này? Tính lẻ. Cô giáo tắt xếp ba người mà có 2 người vậy mấy mươi phần trăm cô giáo tắt xếp tính một phần ba là bao nhiêu? 2/3 là bao nhiêu? Em bảo là 65, ít nhất 65 đến 66% rồi. Tiến sĩ Sơn nhà có 3 người mà 2 người tiến sĩ thì tỷ lệ tiến sĩ bao nhiêu phần trăm? Cô giáo chị chưa tính ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đặc biệt là mầm non ở Tasmania nữa nha. Trình độ đó sẽ rất là khác biệt. Nhiều quá luôn đi kia đấy nhá. Ừ. Bây giờ làm nó là món đặc trưng rồi. Khi nào có món mới thì quên em nha. Ok. Sao Dũng đưa cái này nó hôi cái này của người ta sao xây nó trời. Chơi luôn hả Dũng? Thôi cái đó làm sao xây ấy nữa. Không sao đâu,
cái xe này làm tỏi được. Nấu cho bữa hôm nay trước. Trời ơi. Cái món đó đây. Sao là nhiều quá. Mấy 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 muỗng năm đó. Hai đúng là gấp đôi á. Gấp đôi. Thì tỷ lệ vậy muốn làm nhiều làm thôi. Sinh tố. Sao sinh tố? Sinh tố mắm tôm. Thành phần mắm tôm chay đường nữa. Ê, mà làm tôi sợ quá, nó văng cả nhà là chết luôn á. Đưa cho Hà làm. Nó không có khớp đâu, nó đâu quay đó. Không chảy đâu. Đây. Đó. Đầu tiên đấy. Ừ. Bật bật qua bật qua được chưa? Được mà. Vô có chưa? Đó, thấy chưa? Vô khớp mà đâu chảy. Đây mà. Miền Bắc pha là không có tỏi nhờ. À. Có ớt chanh rồi. Có phải có tỏi cho để nó lại bán mùi bớt đi chứ. Ừ. Tùy. Đúng là em ăn chưa bao giờ cho tỏi. Chỉ có tỏi có ớt và chanh thì đường đồ ăn. Nhưng tỏi là được hả? Ăn hết. Thôi được rồi. Đây cái này hả? Vâng ạ. Chị cứ lấy cái đĩa xanh nào cũng được. Nghiệm quá. Thế cả là dựng được cái cổng chưa? Được rồi anh, ra em. Thế à? Ừ. Màu đỏ chứ. Chút xíu mở ảnh cho xem. Trời, tôi đang Facebook gần gần. Dũng đâu có Facebook của anh đâu. Facebook mà bên của Dũng với Sơn này là Facebook. Đấy. Nghe nữa cô Hà sao có là cái Facebook mà có 4.000 người trong đó, như đó mình đâu có đăng những cái chuyện với family nhiều đâu. Cô Hà. Dạ. Giúp cái người Facebook khác à? Ở Facebook của giúp gia đình anh á. Có mà coi. Mình có chả cốm. Chả cốm nè. Cái này đủ nóng, đủ nóng, đủ nóng với nóng lắm luôn. Chả cốm rồi xu. Không mà đây quét nhà lâu nhà từ sáng. Được rồi đây. Được rồi, cắt hết ra đi. Đừng dán lâu quá nó khô quá. Món này ở Hà Nội và Hồ Chí Minh thì gọi là có. Ở đây là chúng mình này. Nhưng mỗi lần anh ăn cái này anh lại thích có cái mùi rau kinh giới. Đúng không? Đó, nó đi với nhau á, anh cảm giác nó đi với nhau á. Chắc cử chú Sơn qua hái á. Cái này có dồi hấp nữa hả? Vừa hấp xong vừa rán anh ơi. Em sợ là giữa chừng chị phải đi pha thêm rồi đó. Đừng rửa máy nhá. Đúng rồi. Nó tạo ra sự khác biệt đúng không? Mà nó bồng bồng nữa. Đúng rồi, chứ đánh nhiều khi nó không. Thì đó, em bảo làm sao mà anh đánh như thế nào mà nó bông khoai tây rồi đấy. Đánh rồi. 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 Chị ơi, cho chị nói trước.
Sammy ơi, có ăn chim and squid chim không anh ơi? Có đũa rồi. Đũa? Đũa có, đũa bên tay ngang ngang bên tay ngang ngang. Anh Sơn, để mình chéo bên đó. Đấy, rồi chéo là đúng rồi. Cái này có một cái đèn chéo nữa thì nhưng mà thôi lỡ. Hết chưa, thành phần là hết rồi phải không? Không thành phần là đồ ăn á. Ôi ôi, nhà có bia luôn. Chết chưa? Giỡn mà. Đồ với Hà với Dũng mà. Cái gì? Lòng xào trong năm ý. Còn dư một ít lòng. Cho nên là ôi giời. Quá trời đồ ăn luôn. Mời cả nhà cùng thưởng thức với gia đình nha. Tết du học sinh nghèo. Tết của du học sinh nghèo. Tết của những du học sinh nghèo hiếu học. Nói cho giờ này du học sinh gì nữa. Học hoài. Để chúng mình vô đi. Rồi vô ngồi đi. Ngồi đi. Có đúng là hết du học sinh rồi đúng không ạ? Rồi. Hết du học sinh ở đâu ta? Chính thức là hết rồi đúng không? Rồi vị trí cũ. Ok. Sa mèo có mặt. Ừ, chế cho ăn đi. Con một bên đi. Con một bên đi. Con một bên đi. Được chưa chị? Đón đấy. Ok, bây giờ lượt, bây giờ chú phải ăn cơm, chú không đuổi theo hai đứa nữa đâu. Đây có một đôi lên rồi. Trước đi. Rồi, rồi. Hồng hồng luôn mới ghê. Anh bảo. Sao đây? Để em mua cái bia kia nó nhẹ. Bia kia ok thôi. Đây nó nhẹ. Đây. Bia bữa ăn đêm quá không? Quá. Đây bên trong là gì không? Đây đây đây. Cái này là passion fruit. Passion fruit. À, chanh leo, nước chanh leo. Anh nghĩ cả trăm trái á. Mưa mà nó nắng nhiều ấy. Ừ, anh nghĩ cả trăm trái. Anh cho bọn em đặt hàng mỗi nhà mấy quả đi. Ok, vậy thì cứ có nhà Sơn Chi đi hết được cái đó, phải cây đó nhà em á. Nhớ chiều qua ta nói với nó. Chiều qua nó nha. Ờ, có tủ nước. Năm ngoái leo cũng bao nhiêu rồi. Như đi qua làm cho cái vàng để nó leo lên nữa. Không có nào. Cái cơm nhà em một cái một cây mà nó bò lên ngoài bếp đẹp lắm. Không đến đâu. Có hai quả nhá. Về sau bà ra bà bảo là cái cây này u tùm quá. Bà cắt bớt cái cây gốc. Tức là trồng một cây gốc, một cây chanh leo mà cắt nhầm cây chanh leo. Chiêu gì, chiêu gì. Em không, hôm nay thì em uống cái cát. Cái này là lấy quen cái cốc ở sau nhá. Tân tiến sĩ. Tân tiến sĩ. Tân tiến sĩ. Doctor. Doctor. Là bác sĩ ở trước rồi. Rồi. Ok. Mời gia đình, mời cái chung với gia đình đây nhé. Doctor Xuân. Nhớ doctor. Rồi. Giáo chị ơi. Linh nhận được certificate chưa? Chưa. Chưa hả? Ghê à, mới giờ nào qua Úc là không có biết tiếng Anh này chữ nào. Giờ đi dạy cho bộ nít. Ghê bộ. Trời ơi, nó thay đổi vô cùng rồi. Em có cà chua. Đóng cho bạn nhiều sốt con hả? Đó là thôi. Bạn lên đây nè, với bạn Chi là cũng người học xong một khóa học dạy cô giáo mầm non. À, do đó hôm nay không kéo thì là thôi nha, không phải thiệt chính nha, của hai bạn nha. Đâu rồi đó, đâu rồi đó. Không có mất chưa được. Đâu có được ăn của em. Ok, để review cái món này đi. Dạ. Ờ, chấm với mắm tôm luôn hả? Ừ. Chấm đi. Chấm ăn đi. Mắm tôm vô có lát của địch. Xoay đi á. Rớt. Ngon.
Nào, thử ra. Rồi, mình test cái món truyền thống này nha. Được rồi, món truyền thống này. Đây một xíu mắm tôm nha. Này. Không có đâu. Vì sao anh Sơn hái đâu? Chưa ra mâm. Ôi nhìn ông Sơn ông mặn. Món này đâu cần, đâu cần chấm cái này ha. Trời đất ơi, dạ. Món này đâu cần chấm cái này. Có. Có không? Miền Bắc là ăn như vậy anh. Ok. Ăn cái rau kèm này em. Rau kèm này. Miền Bắc là mình ăn thường là có dồi sụ này, chả cốm, có thịt chân giò, sực sực trong đó, dạ. Rồi. Nó đặc trưng đó. Băm mất một tiếng đó. Vì mình mua là cái sụ sườn, cái sụ mà trong này có đổ đúng không? Đổ lạc. Lạc. Là một xíu đậu xanh thôi. Đậu xanh nữa. Đúng rồi. Thấy cái sự kỳ công của nhà. Đúng rồi. 8 đến 10 giờ đêm hôm qua vậy. Nó có tư vấn từ xa, từ quê hương sang qua được cầu truyền hình nữa. Xin phép ăn thêm món cái tết nha. Dạ vâng. Cái này là lòng heo xào với hành ha em. Dạ, xào rau răm á. À, lòng xào rau răm. Lòng xào rau răm. Đây là món lòng xào rau răm nha, lòng non á. Ngon. Mới. Thường món này mình làm gì mình xào với rau cải chua phải không? À đúng rồi. Miền Nam ấy, hay đào làm á. Thực ra là cái này là nó dôi ra đó nên em mới làm thành. Chứ mình không định làm món anh. Đây. Là đi hồ bà mua được đây này em về. Dạ. Đúng mà rồi. Cái lòng này là mình đã làm sạch hết bên trong rồi thành ra nó sẽ dai hơn bình thường. Có được cả cải làm dưa nhưng mà chưa kịp chín. Nhưng mà muối nước ba. Muối. Nhưng mà muối. Muối nữa. Không phải là cái fresh con, nó không phải lấy từ quả ra. Đây là nước đóng chai. Rồi còn giới, mình đi vô mới đóng. Fresh thì chưa đến mùa con. Bún nữa nha. Trộn vô. Bún đậu mắm tôm mà. Chứ ăn không thì chắc là ăn không là thì Tết rồi. Ăn bún rồi đậu bún rồi ăn nó no, cho em no thì chắc là bún này không à? Nó có hơn bún gì? Bún này bún gì ngon à? Bún Việt Nam á. Bún Việt Nam đem qua. Cái lần em đem qua hả? Tới giờ còn hả? Không em mua ở trên má. À, cái này chả cốm nha. Một có một cực phẩm nữa đấy. Có chả cốm nữa hả? Ừ, toàn là dễ. Cốm thì là mình mua cốm. Bỏ đầy đủ nha. Cốm ở Việt Nam ăn sao? Hương Mỹ. Cốm nước này vô. Miếng này nữa nè. Ờ, có đó nữa. Miếng thịt này nó nè, mỡ mỡ vậy không biết. Nghệ nhân ở đây không à? Cái này là chung giò. Rồi. Vô. Rồi, miếng này vô nữa. Leo thử này. Tí. Ủa, ăn cái này là nhìn mấy cái quỷ đồ ăn của Úc thì bỏ không ha. Đúng rồi. Ăn cái này là mấy cái đồ quỷ của Úc này thiệt á. Trời ơi mọi người cứ bắt mình hòa nhập. Ăn một cái bây này cho cái này vào air fryer. Nó không thể sách ghép được cho đồ Việt Nam được. Đúng rồi, đồ Việt Nam mình Tây còn phải sang để quay đó. Cần phải bỏ đó. Ngon quá hả? Thì phải chờ đúng rồi. Không. Đến cầm em làm nước này cũng ngon á. Được. Cũng ngon. Mới ăn là hơi ngọt. Ok. Bởi vì quả nó phải chín. Ăn phải bốn là ok rồi. Ba nhìn thắm mình nhỉ. Ăn chụp chụp đó. Rồi vô cái luôn. Rồi vô nè. Rồi em ơi cảm ơn anh Bảo nhé. Nhà kiểu gì ta? Cái này, chơi lắm rồi. Dạ, em ăn thịt thôi. Em mời bác. Dạ. Nó bông vậy. Hả? Chừng giò. May nó hôm nay ra đây có cân nhẹ bí quyết nha, để có bị ăn cân. Tôi ở nhà bác sẵn sàng hết rồi, không làm bí quyết làm sao nó bông được. May hôm nay ra đây, cái lộ phải cọc ra cái gì đâu. Cái lộ ra ha. Hé lộ. Bí quyết là truyền. Bí quyết là truyền. Làm sao nó không nói trước. Đến tận nơi bắt đầu mình. Nói thật nó giữ cơm đó, trong dân miền Nam cũng không biết cái đó là cái gì đúng không? Cơm có phải là cái nổ để rang không? Gạo không? Nó là một loại gạo đặc biệt. À. Nếp non. Nó nếp non. À. Nó mới lên đồng mà nó còn chưa cúng hạt ấy, người ta đã thu hoạch mà người ta ta đem vô ta phơi. Cái đó cũng phải là làm luôn cái bánh cơm dẻo kìa luôn không? Đúng rồi. Cái xanh xanh mà một trong những cái
cái món ăn mà hai người đi 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 du lịch. Trong này mình chỉ có cơm để làm bánh cơm vào mùa Tết ấy. Cái bánh mà cái đó là nó làm bằng nếp rồi nó rang ra nở ra không, nó giống như là bắp con ở đây á. Gì đó đâu đó, cái gì vậy đâu? Facebook mở cái bong bóng đó xong là mình mở cái gì? Cái đó không phải của con, cái đó để Christmas mới mở được rồi. Nó Christmas qua nhà chồng chơi rồi mở ha. Anh em khoái lắm mà. Nếu mà em định thì em sẽ để nguyên cái bên trong đây để làm sao mềm lắm. Focus. Nhồi nhớ mẹ nhồi cái da chút xíu là nhồi cái gì đó bằng cái lòng heo á, cái small intestine của con hốc. Daddy, bác bảo là mình muốn ăn steak chocolate. Yes. Đâu có đem vô đâu. Chút xíu rồi lấy cho. Rồi ngoài xe. Ăn cái này trước đi, ăn chip trước đi nè. Chip, đúng rồi, chip ngon. Chip đây còn ngon hơn chip của bà Tuyết làm luôn đó. Ăn vô ăn chip này đây. Thế sẽ ăn cái này con. Thế sẽ ăn miếng này rồi ba lấy cho chắc là cho sáng rồi chưa ăn cái gì đó. Ừ. Thấy ăn có mấy miếng mì nhỏ xíu ở đây á. Cái này là của nhà trồng đúng không? Em mua ngoài chợ mở đó. Ồ, về chợ trời hả? Dạ. Đây của nhà trồng nè. Rau tí tô. Wow. Rau cải bên này á, ở Tasmania rất là hiếm như thế nha. Tại vì cái khí hậu nó không cho phép để trồng được bốn mùa. Rau rất đắt. Muốn ăn kiểu như rau mà hương vị của Việt Nam là phải tự trồng, đa phần là phải tự trồng rồi chăm sóc. Đi sớm có chuyện mở mới mua được. Cái này cũng mấy người châu Á người ta trồng, người ta bán nha, đúng không? Dân Nepal, dân Trung Quốc, rồi Thái. Một người là không đếm, bác này lại là Tây. Mà họ trồng nhiều lắm ấy. Thằng ôm cái trái ba tiêu này. Cái nhiều nhà người ta trồng mà người ta đâu có sợ ăn đâu. Giống người ta... Họ bán cái nào? Tía Tô đấy. Cái nhà đấy luôn. Tía Tô nghĩ đến món gì? Ốc chửa đậu. Nhưng mà chuối này cả kiểu như là chuối tiêu xanh ở đây cũng có. Làm mấy cái cầu đu cái thứ. Đi Đà Lạt có cái trò trượt đấy cũng vui á. Trượt cái thác Grand gì đó. Hết mẹ rồi. Mà đi lên phía Bắc bây giờ chúng là đi kiểu đi vượt đi xe đi chạy mấy cung ở trên đường ngắm vượt đấy đẹp, đẹp. Những cái cung đường miền Bắc ở Việt Nam là nó đặc biệt đấy. Nó khác hẳn các cung đường các nơi khác. Sao ngày xưa anh rủ em đi lên vượt phát đấy, vượt thẳng đến đây luôn. Hai vợ chồng đi. Đấy, hội chúng đây em đang chán làm thế là rủ em đi phát là vượt thẳng đến đây luôn đấy. À vượt phát là thành công luôn à? Vượt phát qua tới Đức Anh luôn. Vượt qua phát là đến Tasmania luôn. Lúc đó là Sơn đã chạy chương trình chưa Sơn? Chắc chưa phải không? Tết optimal time rồi. Chưa. Đấy, chưa tính gì cả. Chưa có mua đồ gì. Chỉ có mua đồ thôi. Đấy là con trẻ. Chưa có mua đồ, chưa có mua đồ. Con trẻ chưa có gì cả. Nên mới bị lừa. Hồi ấy mà như bây giờ đưa các thông số vào tính ra tương lai ảm đạm như thế. Em nghĩ là đôi nào cũng nói như vậy đó. Đấy là sẽ kiên cường hơn và không gục ngã nữa. Khả năng vẫn phải bảo ưu yếu, còn hơn là không có tương lai mà. Em bảo anh Dũng vậy đó. Em bảo anh đợi thêm vài năm em hóa cáo luôn cưa được đâu. Doanh thủ các bạn là sinh viên. Bây giờ các bạn ấy lớn chia đôi. Chia đôi cái
Vì đến chia tay chia mãi mấy lần chưa xong. Nó không chia tay hôm lần này liên hoan rồi thì nó khác không? Cảm giác chia tay hôm nọ cũng nghĩ là chia tay tôi chỉ buồn cười là vừa nhóm sơn vừa lên chưa ấm chỗ mà mấy người lại leo lên để chạm nhà mới thì mày lắm. Chia tay rồi lại lên tận Melbourne thì đi hoan tiếp vài tháng sau lại một video gặp lại Melbourne Hub lên bắt hội thảo như vậy đấy mà còn nhiều trường đại học mà đợt vừa rồi em lên mà em đi phương tiện công cộng là em sợ lắm. Sao à? Đi gì mãi không thấy. Là vườn lấy cái gì mà lên tay đó. Gấp 3 Hà Nội mở rộng. Mà đi phương tiện công cộng vì mình cứ phải chờ chuyến ấy. Đi lâu quá. Sao có không? Ngày xưa đi học đi, em làm PhD ấy. Mỗi ngày mất 3 tiếng đi, 3-4 tiếng đi đi trường về. Đi trip. Đi train. Nhưng mà có Shepard và Mon nên là nó không có train. Không có train không, không có train station. Có bác không? Nó có thể xuống Mitchum. Đi bắt bác lại càng lâu. Thường người ta lái ô tô ra train station gần đấy. Rồi ta để ô tô đấy. Xong chiều về lái về. Thì nó ít khi người ta lái ô tô đi vào city ấy. Như trong Sydney cũng vậy. Vàng ngoài tốc độ ấy chứ. Thì đó trong đó những cái nhà mà gần cái train station cũng ok đó. Đúng rồi. Rồi người ta hay lựa chọn cái vị trí nhà. Hả? Thấy chưa? Nãy làm đủ. Anh làm nặng dư còn để làm nặng thiếu. Cái gì ạ? Có đủ rồi. Cái gì ạ? Thôi thiếu thiếu vậy cũng được rồi không nha. Thôi người cũng đủ rồi. Mà tôm hả? Đúng tôm. Thôi. Hồi cô giáo Hà. Dạ. Con của cô giáo. Làm được con ấy. Để cho hai em chơi. Con panda. Panda. Mà nếu mà mình có nhiều màu mình nặn thì nó giống hơn á. Nặn đen trắng. Đúng rồi. Cứ ti cứ ti. Cho một hàng mắt tôm. Hai mắt tôm. Làm bằng cái này nha. Grace. Ê ơi, cho cái hộp kia nó ôm nhau đi, chui nhau đi ăn à. Trời. Đẹp gì. Collection. Em nghĩ là cái bình này vốn là đựng súp phải đựng sữa. Đựng sữa rồi. Mình không có cái ấm pha trà kiểu Việt Nam mình. Mười năm nhau bốn năm mà. Ok. Xin cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn cả nhà đã coi video đến giờ phút này. Thì mấy anh em ngồi ăn trưa với nhau cho đến giờ cũng trời ơi, mình ăn từ lúc 12 giờ tới giờ 3 giờ. Nhiều mà. Bữa buổi truyền thống á. Bữa buổi ăn là phải 3 tiếng đồng hồ. Ok, hẹn cả nhà lại video kế tiếp nha. Bye bye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.